Hey anh em, chào anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ và mình là Long. Hôm nay vẫn là chuyên mục bán hàng thôi. Trên tay mình ấy là chiếc Surface Laptop 3 phiên bản 15 inch. Màn hình rất rất là to để cho anh em có thể làm việc rất là thoải mái ở trên cái màn hình này. Với cả trên phiên bản 15 inch ấy thì chip sẽ là chip AMD Ryzen 5 và Ryzen 7. Ở trên tay mình là phiên bản Ryzen 5 này, RAM 8 ổ 256, phiên bản đủ dùng nhất cho anh em. Chứ anh em đừng mua bản 128, bản 128 thì rất là khó để anh em có thể mở rộng dung lượng đấy. Phiên bản 256 là đủ dùng nhất. Với chiếc Surface Laptop 3 này ấy, anh em sẽ có rất rất nhiều điểm nâng cấp, ngoài màn hình to này, viền màn hình mỏng hơn này, phím cũng gõ rất là êm, cực kỳ êm luôn so với những phiên bản tiền nhiệm như là Surface Laptop 2, Laptop 1. Trackpad cũng rộng hơn và ấn êm hơn nhé, không để lại tiếng kêu. Còn đối với cả laptop đời trước ấy, ấn đây nó cứ tạch 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 rất là khó chịu. Điểm nâng cấp ở Surface Laptop 3 này nữa đó chính là nó có một bàn di tay hoàn toàn bằng kim loại hết, rất là mát, rất là phê, không giống như Alcantara ở thế hệ trước. Tất nhiên là mình có một video đánh giá chi tiết về chiếc Surface Laptop 3 15 inch rồi, anh em có thể click ở đây nhá. Chiếc máy này ấy, thì mới sạc được 17 lần thôi và bên mình bán với giá chỉ 26 triệu, còn máy mới ấy, nó giá tận 35 triệu. Anh em tiết kiệm được bao nhiêu nhỉ? 9 triệu. Bên mình vẫn bảo hành con máy này với một đổi một trong vòng 6 tháng. Ngoài bảo hành 6 tháng ra thì anh Vũ còn tặng cho anh em rất nhiều quà này, office bản quyền này, túi chống sốc này, nót phủ phím này và chuột Logitech. Tiếp tục nữa đó chính là về hậu mãi, Đăng Vũ sẽ hỗ trợ anh em từ xa qua team view trong vòng trọn đời sản phẩm. Những lúc anh em cần đến, những lúc anh em bị lỗi phần mềm hoặc là bị lỗi phần cứng, Đăng Vũ sẽ từ xa truy cập vào máy của anh em và tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục lỗi. Nếu có thể khắc phục từ xa thì Đăng Vũ sẽ khắc phục luôn cho anh em, đỡ phải mang đến cửa hàng lắng nôi mưa gió ra, đúng không anh em? Rồi, mình sẽ chốt lại thì này, chiếc Surface Laptop 3 15 inch phiên bản màu All Black đen. Máy lai lưu của Đăng Vũ sẽ bán với giá chỉ 26 triệu, máy sạc có 17 lần thôi, rẻ hơn máy mới 9 triệu. Nếu anh em muốn mua thì cứ gọi cho mình nhé, 0936535678, hoặc là truy cập ngay phần link dưới mô tả. Còn bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Mình là Long và đây là Đăng Vũ.